xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Điện Biên Tây Bắc nhá. Hôm nay đi xem di chuyển nhà. Đấy. Coi như lá mất hôm nay là ngày thứ hai. Coi như hôm nay là sẽ hoàn thiện. Đấy. Bây giờ đã lên tảng coi như là ổn định rồi. Đây, đây là bà cụ. Tình hình là anh Đường Văn Việt đội 17 sát Thanh Xương đang toàn di chuyển nhà sàn đấy. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu muốn chuyển nhà sàn hay là kích nhà đấy thì có nhu cầu thì liên hệ với anh ấy. Anh này là tên là Đường Văn Việt ở bản tên xã Thanh Xương. Đội 17 xã Thanh Xương. Số điện thoại là 036 9869267. Đấy. Đấy, liên hệ với số điện thoại của Đường Việt. Tôi nhắc lại lần nữa. Nhắc lại. Anh nhắc lại số điện thoại lần nữa xem nào. 036 9869264. Đấy. Đấy, chính đây xác nhá, anh cả, này là cả dựng nhà kích nhà nhá, kéo nhà dựng nhà mới đấy. Đây này máy móc đây, có đầy đủ. Dựng nhà mới thì chỉ cần một người thôi anh em ạ. Có máy cẩu này. Đấy. Hàn xì làm mái. Đấy. Bắt máy tôn này. Đấy. Cái máy cẩu thì máy cẩu dựng nhà sàn thì rất là đơn giản anh em ạ. Đây. Di chuyển này là cái dựng nhà mới này. Đấy. Nó là cái máy xe máy cú thôi mà. Cái xe quay cú thôi. Phải nói. Leo đâu phải sạc khoái thôi nó. Leo đâu. Bây giờ thì anh em sẽ di chuyển cái thang này sang bê tông nhá. Đấy. Bây giờ còn hai cái cầu thang bê tông đấy anh em ạ. Đấy, sẽ di chuyển cầu thang bê tông này. Lắp ở chỗ cầu thang cú này. Đây này. Cầu thang bên kia đang tí nữa kéo vào này. Mà hôm nay là coi như là lá hoàn thành coi như là chuyển nhà coi như lá xong. Đấy. Chuyển thang xây đấy. Chuyển thang xây. Thang thì làm cái thang đằng sau giờ thang đằng trước nhá anh em nhá. Đấy. Tăng lần sau thì xong rồi nhưng mà đang đi trước này. Đấy nhé, bánh con nón đi, bánh con nón đi. Coi. Ở đức là con nón đấy. Có ý. Đấy, tiếp tục. Ngài thật khôn thế nhỉ. Kiểu này không thôi cái này cũng bết tím bết tím bên là lấy con lăn thẳng không lấy được không lấy được cái đánh thẳng lấy con lăn đi thẳng muốn chơi kéo mưa cây y phải kẻ hay nào phải vậy từ từ đó đi đi kẻ đi à nam cao má thật á bơ mất đi treo khử nó đây cái này phải sắt chơi phải phun mất đây sắt chơi lấy lái nó thẳng cái nào lấy lái thế mới là tín treo khử ý thú mình mới đâu giờ phải kẻ nó giờ kẻ nó มัน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 ม
Cái này đâu, cái này cháu đâu. Đi à? Ở đây, không phải cơm nào. Ở đây, 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 ở đây,
thiết kế như này đấy anh ạ. Hôm nay cứ ăn ăn thôi. YouTube. Điện biên Tây Bắc ấy. Đấy, điện biên Tây Bắc hiện bên này. Chả rồi nó mải này nữa. Rồi lại tiếp tục nhá anh em nhá. บ่าน้อยๆนี่เด้บ่ยื้อสละขยาลอยบ่ใหม่บ่ใหม่บ่ได้มันปักเฉลยกันเอาคือตีนไม่ง้วนแล้วบ่ครับบ่เอาบ่ไอ้คิดขึ้นต่อยลงเอาจะเล่าเถิดคือดิโอเคมาเอามาให้มันมาหน่อยก็เอ็มเบ็ดเลยนี่ตรงไหนเอาสักคนดันมาดูสักคนดันมั้ยก็ดีลูกดันมันดีมากขอเฮือนหน่อยมาเดี๋ยว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 มาเด
มันเกิดท่านบุ้มเลยนี่กลางเลนนะน้องแก้วได้ใช่ไหมมันเกี่ยวเขาตั้งนานๆให้บุ้มหน่อยครับนี่มันก็ได้ยังจุ๋งวะได้จุ๋งวะเจ้าคุณตัวกูชิมลามาเถอะเลยกูเปิดมาดิโอ้ยทำหาดิไม่ได้รอแค่น่ะมันเชื่อไอ้ตีนแล้วมันตู้ไข่ทั้งนี้เชื่อขนาดนี้ตอนนี้เชื่อน่ะมันติดเขนยังไงมันติดเคยเอ้ยยังติดยังติดยังติดเอาหัวเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่เอาตั้งนี่ไม่รีเรียกตั้งนี่ไม่เดียวเลยจ้ามาเรียกตั้งนี่ไม่ช่วยกูจิ๊บโลนะช่อนโอ้ตื่นละเห็นเงือกเลยพวกเสือเงือกเราเจอที่ไหนไปไปโอ้ยเจ้าไปเจ้าอะไรกันโลบเลยไปเจ้าอะไรกันใครไม่ได้ละเจ้ามาเถอะมาไม่จ้าไปแล้วเจ้าเมื่อไงเธอน่ะเอาเมื่อก่อนนะมาเจ้ามาเลยซื้อเมื่อก็ฝ่ายตีนั่นฝ่ายเอาจื้อกิ๊กกิ๊กเอามูลคันกินทะเลกิ๊กคันนี้คันละคันนี้บุลาบุลาปะกิ๊กบาบาแล้วนั่นมันที่สองสามขึ้นแล้วมันตั้งขึ้นมูลคันเออมามาเอาอ่ะแตงมาแค่แตงอ่ะตีนเมื่อไรกูจะสามีเตะต่อเตะนะเออสามีมันจะขอมาไหลเลยกูปล่อยไปตั้งแล้วถอยถือไปเลยเราถอยสามเราถอยกูบอกเลยที่น้าพี่บอกว่าใช้ได้แค่น่ะโอ้ยสามน้อยน้อยสองอันน่ะโอเคโอ้ย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 โเขามาน้อยนะย่อขันมามันเปียงกว่าคิกสองอย่างเลยนะเรียนสองสามบุญนะทุยเอาไปเสือสองลักก็จะนานมั้งเสือเทศกี้ครับเนาะเอาของเนาะเอาของอ่ะเอาว่ะสองคนเนาะสองคนเนาะไปไปไปไปไปตีมันนี่ให้เอาน้ำน้อยน้อยไหมไหวสองเมื่อนะตำได้เลยครับนะไอ้ไก่ขี้เท้าอยู่ไหนเดี๋ยวนี้โดนหินสุดๆเลยสบายใครมันอยู่ล่ะไม่ยิ่งคนดีเป็นอยู่ข้างบ้านข้างแถวตีนันสูงขึ้นมาจากไอ้หูไปนะโค้ชเจอเนี่ยเด้อโค้ชเจอเนี่ยเด้อเอาติ๊กแรงส่งผู้สาวพี่น้องไม่น้ำคนจนไม่น้ำคนนักเกินเลยแล้วก็ฝาก
có đâu, thảo đâu, chú lại không có đâu. Và xỉm chưa ấy mới khá luôn em tớ mới. Trâu này. Đấy, thì hôm nay gia đình làm một bữa, coi như là tổng kết thợ. Đây, đấy. Có cả hai khẩu. Đây là này. Nồi nấu đầu trâu nhưng mà lang xôi không thấy gió lắm anh em. Đây, cháo xôi, cháo xôi, cháo xôi. Đặc sản bên Tây Bắc. Người Thái thì hầu như nhà nào cũng có, coi như là nồi làm nấu đồ xôi ấy, anh em ạ, làm bằng gỗ. Cái này là từ thời... lâu rồi, chống Mỹ, cái này là đồng anh chị ạ. Vâng, các bạn ạ. Đồ cổ. Đồ cổ đấy. Toàn đồng bằng đồng đấy. Đồng nguyên chất đấy anh em ạ. Cái này là có mỏ lại vàng ở trong. Cái này là từ ngày xưa từ cụ kỵ để lại. Bữa trưa. Đây là cái món nằm pịa với thịt trâu luộc với món nằm pịa này thì nếu mà có công việc hay là có cố thì dân tộc Thái thì không thể thiếu được. Sẽ là món ngan nướng anh em ạ. Đấy. Tí nữa sẽ quay đến cái tiết mục gấp gia vị món ngan nướng anh em. Ngan mình nuôi ngan sạch thì nó cũng không được to đâu anh em ạ, nhưng mà ăn nó ngon, nó nguyên chất, chỉ nuôi ăn bằng ngô bằng cám thôi, không có thuốc. Nấu nướng thức ăn bình thường. Đấy, bà cụ đang đun rút lửa. Đấy, bà cụ này hơn 90 tuổi rồi anh em. Bà khỏe lắm. Trông cũng gầy nhưng mà khỏe. Bà ấy chịu khó làm. Không hay ốm đau gì, chịu khó khỏe lắm bà. Cái này có tỏi, có gừng à anh? Gừng, tỏi, ớt, mắc khén nữa. Đấy. Bây giờ hôm nay chủ nhà tiếp sang quá. Có ngàn nướng, có tiết canh, rồi là... còn cả đầu trâu nữa anh em ạ. Trâu chấm pịa. Đấy. Trâu chấm pịa. Đấy. Đầu trâu anh em. Quá. Đầu trâu hầm. Cả buổi sáng. Một hết rồi. Quá chất. Cục mắt to này. Đây. Đấy. Úi dồi, sướng. Cót thế ấy. Trắng này. Chơi địch. Đấy, xôi đã chín anh em ạ. Úi dồi, xôi ngon thế. Thêm xôi, ngon lắm. Ngan sắp chín rồi nha, vàng ươm. Đấy. Ngon chưa? Quá ngon. Nóng cá mưa sửa đây. Tiến nằm sớm ở đây là... ngon thế nhỉ. Thơ phòng như thế này.
Đây là ông cụ già nhé. Đấy, cơm canh cũng chín rồi anh em ạ. Đập mâm xong rồi, anh em chuẩn bị vào mâm thôi. Đây, đây món tiết canh này, món gan nướng này, món thịt trâu luộc này, món rau chụp này anh em ạ. Canh nữa nhỉ, canh đá gió nữa. Đây là đã coi như hoàn thành chuyển nhà xong anh em nhá. Giờ bây giờ đúng hướng nhà rồi, trước thì ăn cơm. Đấy, mời anh em làm một bữa coi như là tổng kết anh em thợ. Tổng kết thợ. Một tí. Cũng gồm có thịt trâu này với lại thịt ngan, ngan nữa. Thịt cây ngan đây. Anh em ăn ngan. Bảo anh chuẩn đấy. Bà đây ông thợ cả ơi. Gia đình thì cũng không có gì thì có rồi. Cam lẩu. Ăn ngon hết. Phải tôm ngon rồi. Cô ho đấy là tỏn bốc khóng là nước rửa bát nó tiểu nè. Tiểu tiểu mất nước cú mất quay và thủ ấy bạn về là hết cỏ xong hái nữa mát là muốn ta đây muốn quá rồi hết của ta thế ăn ngay ăn hôn mời nhau đây mời đây mời đây bữa tổng kết thì làm một hai chén này. Tôi làm một hai đi thôi, hai chén nhỏ nhỏ thôi. Cào hắn ơi. 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 Ai đâu ơi. Ừ. Đâu ơi, ở cuốn sổ tay rồi đó. Còn. Ôi, kìm nó mau ra kìm. Kìm mà hết rồi. Kiếm bất chấp của lại đó. Ôi, kìa đi, kìa đi, ăn kìa đi. Làm cái cơm thôi. Ăn đi. Ngoan, tiệm chứ rồi. Con đi, con đi, con đi. Chơi luôn. Quay kìm thôi. Kìa đi, đúng sợ cái giấy. Đọc khẩu. Như thế à? Quay đi, hết. Kìa đi. Ôi, tiết canh, ôi. Để đâu, ấy. Ôi, kìa đi. Tiết canh, con đi. Kho. Ngon quá. Chị đi, chẹp tới đây rồi đi. Pết đây nữa. Được pết đây. Pết là nan thôi. Pết nan bỏ. Nan đấy nè. Nan cái đấy. Nan tiếp cửa nó. Mắn tiết thả tiết kiếm rồi nữa. Mắn chừng. Mắn dệt mình mắn dệt thế nào. Bác quẩy. Cửa non kia tay nát nữa cũng toàn chứ. Mắn tiết là tiết áo kim. Ba anh sẽ comment là ngon. Hết ý luôn. Mời ăn tự nhiên nhá anh em nhá. Mình bắt thế này thì ông cửa nó đang quay nhá. Mở xem cái bát này xem. Quay chẳng bị ai khư đấy. Đấy. Nhìn kìa, nhìn cái quay à? Ngon quá. Tiếp thế nào? Ừ, ngon đấy. Ngon đấy. Ốc thì đưa đâu, nó bìa. Tiếp rồi chả? Bìa của bán nó quá. Để tăng cửa. Chúc bà chả? Rồi mỉ mà. Được. Quay thì đi, nó nhìn sợ tóc lặng rồi. À, tóc lặng nó có bán cho đâu. Cái tủ thì anh chẳng muốn bán. Sao đâu, sao đâu. Bán đâu đây. Bán đâu, bán. Bán đâu. Lại sáu, lại sáu ý đâu lên. Bà bán đâu vậy. Cút nào đủ trên hai dân na. Các bà hàng kết bia với mít phở rộng phở rắm không nơ. Chí nông nơ. Thế mà kỳ chẳng áo. Bia được ủng hộ. Thế mà kỳ chẳng áo. Anh bảo là toàn người nông dân thôi. Không quần áo thì. Quần áo thì không chỉnh tề đâu. Người lao động anh em. Lao động thôi. Bên đâu. Đi xong thì chắc quay kịp được kịp nữa. Đám cưới đây nó rộng thế lắm. Thấy rồi, thấy rồi. Biết chưa, phải làm cưới nữa là phong nông nữa. Cưới rộng. Trôi bia, bia nông cưới rồi. Phòng sửa nó biết thấy, nó biết là áp bị quá không. Cái áo ấy biết chân trai này cứ chưa phải kịp cố đâu. Cái này khói à? Bia nông cố lại là kịp kịp. Bia nông kịp nữa. Mất quá, kịp chỗ này. Tèo ấy nè. Tèo kịp. Khói vẫn bất kỳ sợ thế.
Thế đúng rồi, ta đang chơi mạnh hơn á. Tự nhiên đi. Chân này. Chị này, ổn ở đây nè. Chấm bà phê với nhà rồi nè. Thế bị hình phụ khởi đây. Nâng chăn sữa hạt, chăn sữa cáo quá. Ô, bức khai anh nhé đây, kìm ngay. Ô, mắn tiệm có biết là bất tiệm hả? Ơ, bất tiệm này khe đi. Mắn bất tiệm số nà lắm á.